Phút chia tay đội quân lính mũ nổi xanh đi châu Phi làm nhiệm vụ. Tại sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội ngày 8 tháng 8, gần 200 quân nhân mũ nổi xanh, trong đó có 19 quân nhân nữ thuộc công binh số 2, xuất quân làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại phái bộ UNISFA Liên Hợp Quốc, khu vực ABA. Trước giờ phút lên đường, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Chuẩn bị lên máy bay để rời ra tổ quốc thân yêu ấy, thì cũng nghĩ đến con gái ở nhà, còn nhỏ đi thương cháu ấy, cầu mong cho con ở nhà được mạnh khỏe. Ở nhà nhá, tuần này sang năm ba lại về nhá, nói chuyện được tí nữa thôi, ba lên máy bay là thôi rồi. Thì con thì nhỏ nhà em thì mới được 1 tháng, vừa sinh hôm đầy tháng là cũng không thể về làm đầy tháng cho cháu được. Đây là nhiệm vụ mình đi, nhưng mà đúng là giấu nước mắt vào trong, là cũng chỉ là động viên vợ con ở nhà là an tâm tư tưởng công tác thôi. 3 giờ sáng mình đã dậy và đã gọi điện cho chồng và con chào tạm biệt. Con tôi thì đã lớn, đã trưởng thành. Băn khoăn chăn trở nhất là có bố tôi ở nhà, sức khỏe rất là yếu, nhưng mà được các chị động viên tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về ở nhà gia đình để có các anh các chị, nên tôi cũng rất là yên tâm. Mẹ à, mẹ ơi, mẹ nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Ở nhà mẹ bảo ban có cháu cho con giữ gìn sức khỏe mẹ nhá. Đưa tiễn đội công binh hôm nay thì mặc dù là bọn mình không có người thân đưa ra đưa tiễn tại địa điểm này, nhưng mà mỗi người thì đều đã tự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Là quân nhân rồi thì không có gì phải sợ thử thách, cũng không có gì phải sợ khó khăn cả. Sang bên đó là khi đội được triển khai cũng sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan Liên Hợp Quốc, chính quyền địa phương, có tiếp tục là phát huy những cái hoạt động nhân đạo, hoạt động CIMIC, hoạt động dân vận mà đội công binh 1 đã làm. Đồng thời là chúng tôi cũng sẽ có những cái tiếp tục là duy trì và phát triển cao hơn nữa, nhằm nâng cao cái uy tín và vị thế cũng như là danh dự của Việt Nam. 28 thành viên đội công binh số 1 được cử đến phái bộ Liên Hợp Quốc tại ABA từ tháng 5 năm 2022. Đội công binh số 2 sẽ thay đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại đây. Thời gian công tác dự kiến là 14 tháng.